Rồi, chào mọi người. Hôm nay cửa hàng mới về cái máy cắt rãnh tường 5 lưỡi ha. Hàng này cũng hơi khủng, mẫu mới nha. Mẫu mới nhất năm cuối năm 2017 rồi. Thì thôi, mẫu mới ha, của năm 2017 đó. Thì cái này rất là sang trọng, đựng trong một cái hộp này bằng bằng thiết nha. Thiết này cũng mỏng chứ không có dày. Bằng thiết. Đây, thì trên cái máy cắt rãnh này á, nó được trang bị chúng ta nguyên cái túi này là túi dụng cụ nè, lục giác, đầu vít, khóa mở, vòi nước, đó mấy cái lông đền ha, của túi dụng cụ, đó, rồi bỏ vào, một cái bơm nước, nha, một cái bơm nước, đó, 12V bơm chìm 12V kèm adapter, thì đây là cái thân máy để tôi đưa xem. Thân máy này nặng đây thân máy trước mắt ta bỏ qua bên đi. Trong đây nó là có cái cục này, cục này dùng để gắn vô đây. Thì trong máy này nó gồm cái gì? Nó có ống nước nè, dây này cũng dài á, tầm 3-4 mét gì đó ha. Rồi đó, dây này dài, một bộ dây ống nước, và nó trang bị chúng ta thêm một ổ điện. Máy này trang bị thêm một cái ổ điện. Ổ điện này là ổ điện dùng cho ba cháu, tại vì máy của nó là máy nó sử dụng ba cháu nên nó phải trang bị chúng ta ổ ba cháu luôn. Đây, máy dùng ba cháu. Máy sử dụng ba cháu nên nó trang bị ta thêm mẫu này, thì ta câu thêm dây điện ta giờ xài thôi đó, nó trang bị chúng ta tới tận độ mà sử dụng luôn ha. Không được ba cháu nằm như vậy đó nha, trang bị ba cháu. Và cái máy này có điều hay nữa chỗ là nó có sử dụng cái bộ ngắt quá tải đó, mấy nút là nút động cơ ngắt quá tải đó. Thì khi chúng ta mà khởi động á thì chúng ta bấm nút là cắm điện, bấm nút lên nó mới khởi động. Lúc này nút test xem cái bộ ngắt nó có còn hoạt động, ngắt có tải không ha. Hiện nay trên thị trường những cái máy mà sử dụng loại này gần như hiếm lắm nha, hiếm lắm nha mọi người ha. Đó nên này đầu tư thêm này cũng rất là hay đó. Rồi phụ kiện này nó bỏ một bên ha. Rồi ta quay về cái thân máy thì cái máy này nó có cái đây nè, nó có công suất là 4500W ha. Dòng điện thì 22V rồi, 50-60Hz rồi. Công suất là 4500W. Tốc độ của nó là 6.000 vòng một phút. Rất là mạnh ha. Đó. 6.000 vòng một phút. Thì đây là mấy cái đường kính lưỡi là 125, một tấc 25. Lỗ cốt 20, đầu dày là 2mm. Còn cái 33-38 này là cái chiều sâu cắt của nó đó. Chúng ta có thể điều chỉnh. Ha, điều chỉnh cái mâm á. Chiều sâu cắt nó đó. Đó. Yeah. Đây là cái chiều sâu cắt. Giờ chúng ta điều chỉnh này lên xuống nè. Chỉnh này lên xuống thì ta điều chỉnh hạn chế cái chiều sâu khoảng cách cắt này. Thì cái này nó sử dụng 5 lưỡi. Đó, 5 lưỡi. Đó. Và máy này có một cái điểm hay nữa mà những cái máy khác chưa có ha. Chưa có. Đó là cái tay cầm này. Cái tay cầm này nó được thiết kế là bằng cái nhựa. Cái này nó không phải là nhựa nhám mà nó làm rất là sắc ha, cầm thấy không, nó giống như là một cái bao bì đó, một cái lớp nhựa mà nó bọc ngoài nhìn nó rất là cứng, nó cứng cáp. Và cái điều hay nữa có thể nó xoay được, nó xoay cái nút này á thì nó xoay dùng nó cầm dày mỗi tay thì nó bóp vô nó xoay qua cầm dày chính hợp mỗi tay đó, có thể là xoay qua xoay lại ha, xoay hai bên xoay dày xoay qua đó. Ha, thì cái nút bấm xoay rất là tiện dụng ha, dây điện cũng rất là dài ha, dây điện cũng là dựng xịn đó. Thì trên thân máy đây nó thiết kế những cái ốc này là đều ốc lục giác hết nè,
Cụm này thiết kế đẹp hơn mấy cái mẫu trước tôi từng cầm qua. Cái này thì có thể cái mâm này có thể nâng lên hạ xuống được. Đây. Đó, mâm này nè. Nâng lên nè. Hạ xuống. À, nâng lên hạ xuống được. Rồi, xuống vô. Đây, xuống đây cầm. À, cầm nó chắc chắn, ta phải xoay theo ý của chúng ta. Đó. Rồi. Để xem. À. Tôi cắm điện người thử nha. Rồi chết. Ở đây tôi không có chuẩn bị câu điện ba cháu này. À, thôi, để thì sao thử. Giờ chưa, không có chuẩn bị ổ điện này. Thì giới thiệu thêm. Cái này á là cái vòi nước. Vòi nước truyền từ vô đây. À, con đường nó nằm như vậy nè. Đó, vòi nước sẽ đưa vào đây. Truyền xuống đây. Ốc này mắc nó nè. Vô là mát mấy cái lưỡi. À. Đó, vòi nước. Rồi, nguyên bộ máy này nó gồm là một máy 5 lưỡi kèm theo nguyên bóng phụ kiện này ở bên cửa hàng đang bán với giá là 3 triệu rưỡi ha mọi người ha, 3 triệu rưỡi thì cái máy này chỉ bảo hành 3 tháng thôi nha mọi người, đó 3 tháng thôi, thì cái mẫu là mẫu mới thấy rất là ok nên tôi mới giới thiệu ha. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên trên màn hình ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào ha. Bye.